Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và trên tay cô Cáo thì đang cầm chiếc Samsung Galaxy A6 2018. Đây là một sản phẩm vừa mới được Samsung ra mắt một khoảng thời gian rất là gần đây. Và cầm trên tay thôi đã thấy cái màu sắc của nó rất là đẹp rồi. Ngay bây giờ sẽ là video trên tay nhanh sản phẩm này nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Samsung Galaxy A6 2018. Chúng ta sẽ có một cái phần màn hình ở mặt trước là 5,6 inch với cái tỷ lệ là 18.59. Và chúng ta sẽ thấy là hai mảng trên và dưới là đối xứng nhau. Bộ ba phím điều hướng Android đặt bên trong phần màn hình cảm ứng. Phần cạnh phải chúng ta sẽ có vị trí đặt phím nguồn và cái loa ngoài. Vị trí đặt loa thì tương tự như là Z series và A series. Mình đánh giá rất là cao cái vị trí này. Nó sẽ không bị che như nếu các bạn đặt ở phần lưng hay là phần đáy. Và địa chỉ đặt như thế này thì cầm chơi game cũng rất là thích, không bị che mất cái âm lượng của loa. Phần cạnh trái chúng ta sẽ có vị trí đặt phím tăng giảm âm lượng, vị trí đặt khe SIM cũng như là khe cắm thẻ nhớ, rất là nhiều những cái khe cho chúng ta. Hình như là chúng ta có thể thay cả SIM nóng luôn đó các bạn. Phần đỉnh máy thì hoàn toàn trống nha. Và phần đáy máy thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB, chúng ta sẽ có mic và chúng ta có một cái jack tai nghe 3.5mm. Ở đây là những cái đường anten thu phát sóng nó cắt ra thôi. Chuyển sang phần mặt lưng thì như các bạn cũng đã thấy, chúng ta sẽ có sự gợi nhớ đến hai sản phẩm. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt lưng màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Những cái đường anten thu phát sóng thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến chiếc Z7 Pro. Và cái phần camera cũng như là cái phần cảm biến vân tay, đèn flash như thế này chúng ta sẽ gợi nhớ đến chiếc A8. Và đây là một sản phẩm giống như là con lai vậy đó các bạn. Nhưng mà cái kiểu lai này các bạn thấy nó có đẹp hay không? Để lại ý kiến các bạn bên dưới phần bình luận nha. Về cấu hình phần cứng thì chiếc Galaxy A6 2018 sẽ có màn hình 5,6 inch độ phân giải HD+. Máy sẽ sử dụng tỷ lệ 18.59 cho phần màn hình. Chip xử lý Exynos 7870, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Tuy nhiên người dùng hoàn toàn có thể mở rộng với khe thẻ nhớ gắn ngoài. A6 2018 sẽ có camera trước và sau cùng độ phân giải 16MP. Dung lượng pin trên máy sẽ là 3000mAh. A6 2018 sẽ được cài đặt sẵn Android 8.0 Oreo với giao diện được Samsung tùy biến lại. Và sau khi chúng ta đã giới thiệu về cái phần thiết kế cũng như là nói chút về cấu hình, bây giờ mình sẽ nói về những cái ưu điểm mà mình ngay lần đầu chạm mặt chiếc máy này mình đã cảm nhận ra ngay. Đó chính là cái cảm giác cầm nắm cũng như là cái sự gọn nhẹ của chiếc A6. Mình sẽ có một cái cảm giác cầm rất là tốt như thế này. Nhờ vào cái phần mặt lưng của máy sẽ làm bo cong hai cạnh trái và phải như các bạn thấy ở đây. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái vị trí đặt cảm biến vân tay rất là gọn, rất là dễ cầm. Đó, cảm biến vân tay rất là dễ. Cái điểm cộng thứ hai đó chính là cái camera selfie. Bây giờ mình sẽ mở cái phần camera lên. Và như các bạn thấy đúng không, chiếc máy này sẽ có cái camera trước lên đến 16MP. Và chúng ta sẽ có một cái vị trí đặt đèn flash ở đây nữa. Mình sẽ có những cái chế độ chụp selfie rất là thích, giống như là chế độ lấy nét selfie. Nó sẽ lấy nét khuôn mặt của mình và làm mờ hậu cảnh. Các bạn thấy không, cái anh quay phim đã bị làm mờ rồi không? Nó làm rất là nhanh và gọn gàng. Bên cạnh đó thì bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái này. Chúng ta sẽ có những cái chế độ khác như là chụp ảnh sticker không? Rất là đẹp. Đó. Đối với chiếc A6 cộng thì chúng ta sẽ có hai camera để chụp ảnh xóa phông. Còn với chiếc A6 thì mình lại lấy cái phần camera trước làm điểm nhấn của nó. Có khen thì cũng phải có chê. Cái điểm mình cảm thấy chê chiếc A6 này đầu tiên đó chính là cái phần màn hình ở mặt trước của nó lại bám dấu vân tay. Nếu như mà cái phần mặt lưng làm bằng kim loại không thể nào bám được thì cái phần mặt trước của nó lại bám dấu vân tay khá là kinh khủng. Đặc biệt là hai cạnh trên đen, nó sẽ bám dấu vân tay. Và cái phần màn hình, nãy giờ cái tay mình ra mồ hôi khá là nhiều và khi mà mình sử dụng á, thì cái phần mặt trước nó sẽ hơi bị lấm lem một chút xíu. Đặc biệt khi mình tắt cái màn hình đi thì nó sẽ càng rõ ràng hơn. Và cái điểm trừ cuối cùng đó chính là cái phần cấu hình của máy thì không thực sự gây ấn tượng lắm với Cáo. Nó giống như là chiếc Z7 Pro mà cái phần cấu hình bên trong đặt thẳng vào chiếc A6 này như vậy. Thì nếu như các bạn thấy cái điểm này có thật sự đáng là một điểm trừ hay không thì lại tiếp tục comment bên dưới video nha. Và đó là tất cả những nội dung trong video của ngày hôm nay mà Cáo muốn chia sẻ về chiếc Samsung Galaxy A6 2018. Bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận của video nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động để nhận thêm những video mới nhất từ tụi mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.